Thúy Nga vui mừng thông báo sức khỏe của cựu ca sĩ Kim Ngân tiết lộ điều đặc biệt sau 30 năm. Mới đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã chia sẻ tìm được nơi ở mới cho cựu ca sĩ Kim Ngân sau 30 năm phải sống lang thang. Theo hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ hài, nơi sinh sống sắp tới đây của cựu ca sĩ Kim Ngân khá rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Nghệ sĩ Thúy Nga viết trên trang cá nhân, 30 năm lang thang, giờ đây chính thức, ca sĩ Kim Ngân đã chính thức có một căn phòng có chỗ ngủ ổn định. Một tuần mình ngủ ở đây để theo dõi giấc ngủ của chị, thấy chị ngủ ngon làm Thúy Nga thấy vui quá. Trước đó, nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng đã tìm được nơi ở tạm cho Kim Ngân, đó chính là căn phòng bên trong một ngôi chùa của người Việt tại Mỹ. Tuy nhiên, có lẽ do khó thích nghi với cuộc sống nên cựu ca sĩ lại bỏ đi. Cũng trong bài đăng, Thúy Nga đã tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Kim Ngân. Theo lời Thúy Nga, Kim Ngân hiện tại đã ngày càng tỉnh táo hơn, bà đã bắt đầu biết thổ lộ, bày tỏ những u uất và những nỗi khổ tâm của mình. Chị bắt đầu biết cảm nhận nơi đây đầy ấm áp, tình người yêu thương và chị chính thức đã rời xa chỗ ngủ nơi mái giặt. Thúy Nga mừng còn hơn trúng số, nữ nghệ sĩ hài vui vẻ kể lại. Kim Ngân từng là một ca sĩ rất đắt sâu tại hải ngoại vào thập niên 80. Cô cũng từng lấy chồng và có hai con gái, nhưng danh tiếng khiến cô sa ngã và liên tục gặp nhiều biến cố. Đau buồn trước sự đổ vỡ cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, Kim Ngân lao vào nghiện ngập, gặp sang chấn tâm lý dẫn đến hóa điên. Trước khi gặp được Thúy Nga, nữ ca sĩ nức tiếng một thời đi lang thang khắp nơi để xin ăn. Yeah.